Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái kênh lớp Android của mình. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng nữa khá là hay về Wi-Fi. Đó là cái ứng dụng mà chúng ta có thể là đo được cái tốc độ của cái Wi-Fi ở nhà của mình. Thì các bạn hãy truy cập vào cửa hàng Play Store của Google nha. Xong sau đó các bạn hãy gõ cái chữ đó là Internet Speed Test. Đó, các bạn gõ đúng cái chữ ở trên màn hình của mình đang gõ nè. Các bạn gõ cái chữ này, Internet Speed Test, và các bạn hãy tìm kiếm. Thì các bạn tìm kiếm ở đây thì nó hiện ra rất là nhiều các cái ứng dụng về đo tốc độ của Wi-Fi. Thì mình đã dùng thử qua một số các ứng dụng khác nhau và mình thấy rằng là có một cái ứng dụng ở phía dưới này rất là hay các bạn. Ở phía dưới này mình đã mò và tìm được cái ứng dụng này rất là hay. Đó là cái ứng dụng Wi-Fi Booster Internet Speed Test. Các bạn hãy chạm vào cái ứng dụng này. Đó. Ok, đầu tiên là mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái phần đo tốc độ của cái ứng dụng này. Thì mình sẽ chọn vào cái phần tốc độ. Đó, thì cái giao diện nó rất là dễ dễ tìm và dễ làm các bạn ạ. Các bạn chỉ nhấn vào cái phần đó là kiểm tra tốc độ và nó sẽ đo cái tốc độ đó cho mình thôi. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái phần kiểm tra tốc độ và nó sẽ hiển thị được cho mình những cái gì nha. Đó, bắt đầu thì nó đang đo, đo và nó đang đo cả tốc độ tải lên và tốc độ tải xuống cho mình luôn. Thì các bạn có thể thấy được là đây nó thống kê ra cho mình luôn, đó là cái tốc độ tải lên là được 2,41 m và tốc độ tải xuống là 1,3 p. Còn cái phần ping này thì thực ra là mình cũng không không biết đó là cái gì lắm, nhưng mà hình như là cái mức độ ổn định của cái dòng wifi này thì phải. Đó, đây là cái ping này là cái mức độ ổn định, hình như là số ping càng nhỏ thì cái mức độ ổn định càng cao. Đó, và cái số ping này càng cao thì mức độ ổn định càng nhỏ. Nhưng mà cái phần đó thì mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm là cái phần tốc độ tải lên và tốc độ tải xuống thôi. Đó, thì đây là cái mục đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là phần đo tốc độ. Cho các bạn về cái việc là đo tốc độ của wifi này. Đó, các bạn có thể đo được tốc độ của wifi này. Các bạn có thể biết được là có những ai đang sử dụng cái wifi nhà các bạn nè. Đó, ở cái mục đầu tiên này. Và cái bộ phát hiện tín hiệu wifi là cả, có nghĩa là các bạn phát hiện được là cái cường độ wifi ở đó cao hay thấp. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái ứng dụng khác thực sự hay hơn của những cái ứng dụng trên điện thoại Android mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha.